Tôi cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3 tới, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản khủng. Về tiền trong giai đoạn điều tra đã thu giữ 590 tỷ đồng và 15 triệu đô la Mỹ. Đây là tiền thu giữ của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân cháu của Trương Mỹ Lan, tiền liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng một số dự án bất động sản, tiền lan giao cho người khác giữ và tiền gia đình các bị cáo nộp khắc phục hậu quả. Đến giai đoạn truy tố, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ của các bị cáo số tiền 55,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phong tỏa của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, 42 tài khoản mở tại các ngân hàng với tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và 8,5 triệu đô la Mỹ. Về bất động sản có 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cơ quan điều tra cũng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can Trương Mỹ Lan, 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác. Kê biên 8 bất động sản tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Đối với tài sản thể hiện 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại Gia An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên An Nhật Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị can Trương Mỹ Lan ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và một tài khoản mở ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh với tổng số tiền gần 790 tỷ đồng. Đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại SCB và các công ty liên quan đến bị can Mỹ Lan, cơ quan điều tra kê biên gần 858 triệu cổ phần SCB của Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này, kê biên gần 138 triệu cổ phần của 5 công ty gồm Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco miền Bắc, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco Phú Quốc, Công ty Cổ phần TNH Hạ Long và Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, ngăn chặn 14.001 cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Cơ quan điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du thuyền hai tàu, 19 ô tô của bị can Mỹ Lan, Huệ Vân, do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án liên quan đến các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong giai đoạn điều tra truy tố đã thu giữ tổng cộng 25 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người nơi làm việc tổng số tiền gần 94 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp khắc phục 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 7 bất động sản liên quan. Theo dự kiến, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB với 86 bị cáo cùng nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, viện kiểm sát truy tố bà Lan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 mà không áp dụng theo Bộ luật hình sự năm 2015. Khi truy tố bà Lan theo Bộ luật hình sự năm 1999, viện kiểm sát tối cao lập luận rằng Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và ngay sau ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực. Tại quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41 năm 2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì xử lý theo điều khoản tương ứng Bộ luật Hình sự năm 1999. Những hành vi sai phạm nếu xảy ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 bị xử lý theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị can. Từ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã ra soát phân loại xử lý các bị can theo các tội danh cụ thể tương ứng với vị trí, vai trò, số lượng, tính chất, mức độ hành vi và lỗi của từng bị can. Theo các cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan có hành vi sai phạm diễn ra trong thời gian dài trước khi Bộ luật Hình sự hiện hành có hiệu lực. Cơ quan tố tụng áp dụng nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội, nên áp dụng luật cũ đối với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thay vì áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể ở tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, viện kiểm sát truy tố bà Lan theo khoản 3, điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù, thay vì áp dụng khoản 4, điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Cáo trạng vụ án cho biết, hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị đánh giá là có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, chỉ đạo điều hành và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB. SCB đã trải ngân cho 1.366 khách hàng là 710 cá nhân và 656 tổ chức. Trong đó, nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng. SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Trương Mỹ Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Như vậy, SCB ngoài việc mất số tiền gốc bị chiếm đoạt, ngân hàng này phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan. Trong số này có bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC và hàng loạt người thân. Theo kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng và nâng khống vốn điều lệ công ty cổ phần xây dựng Faros chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố các bị can thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước cùng về tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gồm Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, Dương Văn Thanh, tổng giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Phạm Minh Trung, trưởng phòng đăng ký chứng khoán. Với vai trò là vụ trưởng, khi được giao chỉ đạo thẩm định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần xây dựng Faros, bị can Lê Công Điền đã phát hiện hồ sơ đăng ký không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp, các báo cáo kiểm toán không đúng pháp luật về kiểm toán vì không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, nhưng bị can Điền không thực hiện kiểm tra, xử lý đối với công ty kiểm toán thu hồi báo cáo kiểm toán mà vẫn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Sau đó, công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với công ty cổ phần xây dựng Faros có số vốn điều lệ là 4.300 tỷ đồng. Từ đó, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã lợi dụng việc này để thực hiện việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Công Điền thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Bị can này khai, nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do công ty Faros là doanh nghiệp lớn. Trịnh Văn Quyết có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp và sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật. Khi thẩm định hồ sơ công ty Faros, bị can Điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn, nhưng bị doanh nghiệp này hai lần có đơn khiếu nại vì cho rằng cựu vụ trưởng của Ủy ban chứng khoán nhà nước vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên bị can điền biết sai vẫn làm. Kết luận điều tra nêu, hành vi của bị can Lê Công Điền đủ yếu tố cấu thành tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Điền về tội danh này. Tương tự với vai trò là tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, khi nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, lưu ký 430 triệu cổ phiếu của công ty Faros. Bị can Dương Văn Thanh biết rõ hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp nhưng vẫn ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với công ty này, đồng thời thông báo đến các thành viên lưu ký công ty chứng khoán. Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận, bị can Lê Công Điền có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích được các cấp khen thưởng trên cơ sở đó cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm khi lượng hình đối với cựu vụ trưởng của ủy ban chứng khoán nhà nước này